Ôi, tình yêu ơi. Anh làm gì hết tình yêu? Nhìn cũng biết cần gì hỏi hỏi chi cho nó trả lời người ta nói mình không biết trời. Biết là vậy nhưng mà ý là Nói chung á, chỉ cần ông nhìn vô là ông đoán được hình nền, mình đừng có nói ra nhiều cái kiểu là người ta chỉ cần nhìn vô là tao biết. Còn mình ông khi mà ông nói ra người ta sẽ nói mình là người không biết. Hiểu không? biết cái gì đâu, thế anh bằng bạn với anh bạn cái gì, ai biết làm cái gì. Thì đương nhiên là cái này là hai cái đầu đầu răng trong và răng ngoài, cái này răng trong và cái này răng, cái này răng trong này răng ngoài. Thì đương nhiên là hai cái cùng cỡ, đương nhiên là tôi là cái này là vặn vô. Ý là bạn làm gì á? Thì vặn vô đương nhiên là sẽ đấu vô anh cái giò nước chi ba cái bếp kia kìa. Đúng không? Thì anh bạn thôi. Thì vặn vô, nhưng mà quá trình bây giờ tôi đi mua về mà tôi quên mua cái băng keo keo nón. À, Ông đúng rồi, ra đúng đang rồi. bực bội nãy giờ thấy ông vô là nghe hỏi là tôi thấy bắt đầu là muốn. Người ta thường thường bực bội người ta hay hay làm gì đó. Hay quạo. À, hay quạo đúng không? Mà bữa nay tôi dằn được ông ra tôi không quạo đó chứ không là mệt chứ tôi rồi. Cái bây giờ vậy đi, ông ngồi nhà chơi nha. Tôi chạy xuống tới thị xã Long Minh. Tôi mua cục măng keo về. Ông có mua thêm gì không? Tôi mua cho. Một ký tôm. Tôm ta bán một tháng nhưng mà không chịu. Có mua nước uống hay gì không? Trái dừa. Chứ dừa người ta cũng bán rồi, buổi sáng không bán có chịu. Thế bây giờ vậy đi, tôi có cái này nè. Nước tắc. Đã nói tất cả nước nè, hải sản nè, tất cả cái gì là nó bán về buổi chiều thôi. Bây giờ là buổi chiều tôi biết có bán này nè. Cái hột é. Không biết hột é không? Là nghĩa là nó ngâm buổi sáng để buổi chiều nở nó bán. Một bịch đó hình như là 50 ngàn bịch, ly cái nhỏ nhỏ này nè, mua không? Thôi khỏi luôn đi. Khỏe uống nghe nó là nó mát ruột vậy đó. Biết mắc ruột rồi nhưng mà uống nước, thích uống cái gì tao uống thôi chứ tao thích uống nước é đâu. Vậy để tiền đây thì Ủa, ông có nước dừa cũng có nhưng mà tôi phải chạy xa hơn xíu. anh kêu mua gì đâu, uống gì tôi mua mà. Ủa có hả? Đúng rồi. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Thôi vậy để tôi đi, chạy mua Thôi tôi giỡn cái cái đừng có kiểu mua. hả? Không cần mua đâu. Sao vậy? Băng keo non thì chưa chắc nhà nào cũng có, nhưng mà băng keo đen á nhà nào cũng phải có Có làm gì không thần? chứ, nhà nào cũng có đó chứ. Nhà anh nói nhà anh có làm gì không thần, nhà anh có cục băng keo đen để làm gì, Quấn dây điện nhiều khi mình xài với điện hoặc còn nối gì đó mình quấn. thì nhà anh có đó. Thì nó 10 nhà hết 8 nhà có băng keo đen, đúng rồi. mà 10 nhà chỉ có 3 nhà có băng keo non thôi. Tại vì nước ít khi mà đụng đó, chỉ đụng điện là nhiều. Em chia sẻ cho mọi người, không cần phải dùng băng keo non, mọi người dùng băng keo đen đó, nó tốt gấp 10 lần băng keo non luôn. Mà nó có chảy nước không? Không, Thấy không? anh lấy băng keo đen á, anh quấn vô Có. chắc rộp luôn đó. Đây nè, nhà nào cũng có đó. Anh lấy anh quấn thay băng keo non, nó cũng mềm như băng keo non, Nó đâu mềm nó cứng hơn chứ. vậy gọi là mềm rồi đó. Quấn được hả? Nó chắc gấp 10 lần băng keo non luôn á. À, mình gì quấn dính luôn hả? Hai vòng mà thấy cũng nhiều rồi đó. Ngắt đúng không? Đó, anh quấn vô nó chắc thì thôi luôn. Không ta? Thiệt. Uy tín cho anh luôn. À, nước nó không xì đúng Không. không? Ê, mà sắc sắc rác nào là kín kín mít luôn nè. Thì băng keo non cũng vậy mà. Mà như nó cứng hơn ta. Nói à. Chút ra. Bắt đầu năng răng nè. Này bao nước cho anh luôn. Ra đường nào mà ra nữa. Đồ Không ra nổi đâu, không xịt nước nổi đâu, bao cứng luôn. Tao tiện không ra nổi. mà cho nó cứng dữ ta. Nó rít đấy nha. Nó rít chứ không phải như kia đâu nha. Cho nên nó hay ở chỗ đó đó. Không nhất thiết mọi người phải dùng băng keo non. Băng keo đen là quốc tế thôi. Nhà có băng keo đen mà uống băng keo đen vô nó tốt gấp 10 lần băng keo non luôn á. Cái này còn cái đợt trước mà ông có nhớ chỉ tôi cái gì vấn đề mà gọi là dán keo keo nhưng mà dán vô nó ít bữa sau gỡ đúng không? Cái đó mình gọi là gì, làm chết. Còn này có thể là đưa ra vô Đúng rồi. được mà mở được không ta? Được. Được mà nặng Đúng rồi. á, cứng lắm, nó rít chịch Đúng, ra. cho nên nó mới khó ra đó. Ê, mà nó vẫn ăn theo ron nha, ăn theo ron chứ không phải là nó kiểu như nó lùa đâu nha. À, ăn theo ron mà, thấy Nếu không? mà băng keo nó đen nghĩ anh quấn một vòng cũng được, thì nó dày hơn băng keo non mà Thì mình quấn hai vòng cho nó chắc thôi. đó. Ok, chia sẻ mọi người nha, không nhất thiết chúng ta phải dùng băng keo non, chúng ta dùng băng keo đen quấn nó cũng chắc, nó cũng ok cho mọi người luôn. Đồ vậy thôi, để tôi đi làm này luôn, cần chỉ chạy đi mua số thì xã thì cập chỉ thôi. Ok, nhớ đăng ký bật chuông nha, hẹn gặp lại tới clip sau.